Phương ơi Phương. Ủa, con. Dạ. Con má. Trời ơi, cái mặt con làm gì mà giống như là bỏ nguyên cục thịt bò trên miệng con vậy? Ôi, có kỳ quá, bò đâu bò, con mới sửa môi, con mới tiêm filler. Filler cái gì mà cái miệng mày là đơ đơ cứng cắt vậy? Không phải, tiêm filler tại vì mới tiêm nó chưa có tan thuốc nên hả nó bị sưng. Con có cử động mạnh được. Trời ơi, uổng ghê, cái miệng của nó, cái môi đẹp hết sức vậy, giờ đem sửa thiệt tình à. Trời ơi, cô không hiểu gì hết trơn. Bây giờ ở ngoài đường 10 người là sửa hết 9 người. Nè, rồi sao mà cái cặp chân mày của con mà con để con vẽ lên trên cái trán con luôn vậy? Bởi con nói cô không hiểu thì cô đúng là người thứ 10 á, lạc hậu á. Cái này á là con đi á, phun dung mày. Tại vì bây giờ á, mấy chỗ phẫu thuật thẩm mỹ á, người ta tân tiến lắm. Người ta làm là người ta phải có thầy coi bói, coi tướng. Coi bói luôn? Đúng rồi, trước khi con làm cái cặp dung mày này là con coi bói. Thầy nói á là chân mày của con nó gần con mắt của con quá. Nó che hết mấy ánh hào quang của con làm ăn không lên, không phát triển được. Nên con phải cách xa lên tí xíu, con phải bỏ cái chân mày cũ để con nâng cái chân mày con làm chân mày con cao lên thì mốt con mới làm ăn. Trời đất ơi, nhìn gì đâu mà như thằng hề vậy đó. Mà rồi sao cái hai cái bên đây cũ mà nó còn vậy? Trời ơi, người ta đông quá, bác sĩ không có thời gian, không có kịp thời gian để mà xóa cho con trước nên phải làm phun trước cho con. Mốt này nó lành đó, rồi bác sĩ mới xóa cái kia cho con. Chưa đâu nha cô. Sao con? Cô nhìn vậy kỳ là đúng rồi. Tại vì chưa, mốt con còn quất thêm lỗ mũi nữa. Trời, con nâng lỗ mũi lên là cô thấy hợp với cái chân mày con liền, yên tâm. Nói cho con nghe nha, cái lỗ mũi của con tuy là nó tẹt nhưng mà nó hợp với khuôn mặt xấu của con. Cô này, thì con biết con xấu nên giờ con mới sửa nè. Con sửa cho nó đẹp, cô cứ nói gì á. Đụng chạm nỗi đau của con không à. Rồi mày đừng có nói sao mai mốt rồi cái mày cắt chân mày nữa, mày cắt chân cái mí mắt nữa nha. Trời hả? Cô hay quá vậy. Cha mẹ cô ơi, bắt kịp thời đại rồi đó. Đúng rồi, con sửa là phải sửa hết. Mai mốt con nhấn con khoét cái mí mắt của con nè, sâu giống như là tay vậy. Con đó, mắt cô. Mà nó làm như đồ chơi nó khoét. Thôi bây giờ làm đơn giản lắm, làm lẹ lắm cô. Nói không cho có đau. Con nghe nè, con mắt đang đẹp hai mí mà tại sao như con làm như vậy? Mốt con nói chuyện cái gì đó giống như là con trộm trọng. Nói cho con nghe, thiếu bao nhiêu đứa nó ngoài đường, đứa nào cũng vậy, mắt mí nhưng mà rất là xinh, nó rất là đẹp. Thôi kệ tụi nó, nhưng mà bây giờ con thích vậy, con thích gương mặt con nó tay. Thôi cô hãy đợi đấy. Rồi cô ráng cô chờ con.